Audio Jungle. Xin chào bà con, thì hôm nay bên mình có đứng quay cho bà con xem về công tác mà hướng dẫn cho vườn của anh Duy ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Thì công tác này hướng dẫn cho anh về công tác tỉa cành, tạo tán và chăm sóc cây bơ bút của anh trong giai đoạn là 2 năm rưỡi đến 3 năm tuổi á, để cho chuẩn bị cho năm tới sẽ làm hoa. Thì đây việc đầu tiên là tạo tán và tỉa cành. Thì bà con xem hết clip vì bên mình hướng dẫn về công tác mà tỉa cành, tạo tán cho bà con nông dân ở khu vực Đồng Nai này. Cành vườn như thế này này, không cần phải để nữa, không cần dùng nữa này. Sau khi cái thời gian mà cho hoa cho trái thì mình mới để những cái cành như thế này thôi. Còn những cành vườn như thế là mình bỏ mình xử lý. Còn những cành sát đất như thế này quá thì mình cũng không cần thiết phải để đâu. Đấy là không cắt nhiều đấy. Anh cứ vô xem rồi em hướng dẫn cho tí nữa. Rồi lúc nữa. Đầu thì nói chung máy cành tây anh làm cho bản anh thấy cũng được rồi. Nhưng mà lúc mình ăn trái thì những cây này mới chịu lại. Còn bây giờ thì năm nay cây này nó cũng chưa có ra trái được, chưa có đủ lực để ra trái. Còn nhỏ cây á, thì những cành tây như thế này mình cũng bỏ đi, sẽ bấm bỏ đi. Đó, những cành này bỏ luôn. Không, phía này thì chưa được, tại vì mình sẽ có yếu tố phía này đang còn khuyết, nó bị khuyết, cái cây này chưa được cân đối á, nên mình sẽ chừa. Sẽ chừa thì mình sẽ tạo nó ra dần đó, sau này khi nó nứt chồi ra thì mình sẽ để cho nó ra phía bên anh đó để cho cây nó cân đối hơn. Cái này là đó, phía bên anh bây giờ đang khuyết và trống nên cái này mình cứ từ từ đã. Sau khi những cái cành này nó đã đủ rồi thì mình sẽ bỏ cái cành này đi. Bây giờ mình cắt luôn, mình bỏ luôn thì nó rất là trống nên không có được đó. Giờ những cái cành mà đơn giản, những cành tây như thế này mình chưa ăn trái thì mình sẽ bỏ đó. Những cành vượt đọt vượt lên như thế này mình cũng bỏ luôn, tại vì nếu mình bỏ đi á là nó tập trung dinh dưỡng nó ra nuôi đọt này, thì đọt này nó sẽ lên thành cái đọt chính lại nữa. Đó là tất cả các cành đều dài đó, đây cái này cơ bản như đây. Thì ví dụ như đã có như một cặp cành này ở dưới, ở trên này đã có rồi và đây cũng có rồi thì mình không cần thiết phải để cái cành này nữa, mình bỏ luôn đó, bỏ luôn rồi mình bỏ cái này ra để cho cái tầng trên này nó ra, nó phát triển ra bên ngoài. Đó là cái giai đoạn ban đầu tạo đáng là lúc giai đoạn bây giờ. Và những cành tây mà nhỏ không cần thiết, không có cái cạnh tranh dinh dưỡng những cành khác á, mình cũng bỏ luôn đi, không cần thiết phải để. Tại vì nếu anh cắt đi á là cái đọt này nó sẽ ra tay thì nó sẽ nằm ở ngoài này. Chẳng hạn như để em cắt một cái đọt, để em ví dụ cắt cái đọt này em ví dụ qua cho anh, để cho anh nắm bắt cho dễ hiểu và mình dễ xử lý hơn, mình dễ làm hơn. Chứ còn nếu mà mình cắt thì mình cảm thấy tiếc thì không dám làm đó. Ví dụ như cành này, khi mà nó, cái cơ đọt này nó bung ra, nó sẽ ra tay, nó giống như một cái cành này đó, nó sẽ như thế này, nhưng mà nó sẽ ra tới ngoài nếu mình chăm sóc tốt, nó từ 40 đến 60 phân trong một cái cơ đọt. Và những cái cơ đọt non ra mình phải xử lý cho thật tốt nha, thuốc men rồi sâu nấm bột xít rồi đó mình phải xử lý chứ không để là bột xít chết hết đó. Chẳng hạn như ví dụ như đây như vậy, cái đọt này mình không cần thiết phải để lên nữa, mình sẽ bỏ đi, bỏ để nó tập trung dinh dưỡng, nó ra nó nuôi phía bên này và cái tán của mình nó sẽ cân đối hơn. Tương tự như đây cũng vậy, phía bên này như cành này nãy em chừa lại, lý do sao bây giờ mình sẽ tạo cái tán. Cành này mình sẽ cắt cái đọt chính này đi đó, là nó sẽ nuôi nó ra, nó sẽ qua phía bên này và cây mình nó sẽ cân đối trở lại. Tương tự như cành này cũng vậy đó. Thằng nào ngồi thẳng là nên gì nếu mà hồi lúc đầu á là cái cành này là mình cũng xử lý luôn nha, nhưng mà giờ cũng phải xử lý chứ không có để thì nó cũng sẽ bị lỗi, mình sẽ xử lý luôn. Tại vì cành này để nó cũng không có tác dụng gì nhiều, tại vì ở dưới đã có và ở trên cũng đã có, mà sau càng lúc càng ra thì cây này nó sẽ càng lớn đó, như thế cây nó sẽ thông thoáng được thì những cái cành này nó sẽ phát triển ra đó. Còn cành tây như thế này là mình bỏ này, cây này còn bờ nó đúng đọt đúng, anh xử lý thêm quen cành nó luôn đi, tại vì vừa nói vừa xử lý mà anh nhìn nhận được thì anh sẽ nha quen và dễ làm hơn. Anh bấm là bấm sát luôn nha anh, cái vết thương anh bấm sát luôn. Thứ nhất là anh bấm sát cái này là em kéo anh bấm sát như thế này á, là sau này những cái chỗ này á nó sẽ không bị nứt lên cái chồi non, để mình khỏi phải mất công xử lý một lần nữa. Thì mình bấm sát thì nó sẽ liền, nó nhanh liền. Và nhớ là nha, khi mình đã xử lý cành như thế này á, mình phải rửa vườn chứ không nấm sẽ xâm nhập cho những cái vết thương mình cắt đi.
Rồi tiếp tục em sẽ cành đai nè, ở đây, 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 những cái cành đai là mình để không có tác dụng nè. Mình rửa vườn bằng cách là tưới hay phun thuốc, phun thuốc. Nó tí vô nhà em hướng dẫn cho. Ok, cành đai là chú thấy rõ nè, cành đai không có tác dụng nè. À, nên nói chung mình thì cũng có làm sơ qua rồi nhưng mà nói chung là cũng tạm ổn, nhưng mà còn một số cành cần nên chưa được đạt. Nó ở huyện nào? Ở thị xã Buôn Hồ chứ. Buôn Hồ. Dạ. Có gãy không ta? Gãy gì được. Anh leo gãy em liền không gãy không? Không gì đâu. Anh leo gãy em liền không gãy không? Em với nó bạn mà. Bạn. Đó, à, em nói là mấy anh nắm sơ qua hả? Những cái độc vượt lên, mình cho nó đi. Không cần thiết, vượt lên cho đi. Tại vì nó đi ra thì cây sẽ thoát, chứ còn cứ đi lên là cây sẽ rộp. Đi lên bên tàu, tạm càng đi ra càng tốt. Càng đi ra càng tốt. Cái này có nên xử lý không? À, phải xử lý, cái này là chắc chắn phải xử lý rồi. Cái câu với anh nắm được như vậy thì khỏe đó. Rồi, nắm được như vậy là tốt rồi đó. Là về nhìn thấy người lên mấy. Cái này cũng đi luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Ôi đau quá. Ôi sót quá. Sao sao? Nói chung là tới bác sĩ thì lúc nào phải chịu đau rồi. Chịu đau. Phải chịu đau. Tới bác sĩ mà chịu đau mới lên được bệnh nhé. Rồi 3 tháng sau là thấy nó khỏe hại. Cái này anh đẹp khỏi không? Lo. Bung một cơ đọt này ra, cây này sẽ hoàn toàn khác, cực kỳ đẹp. Cây này sẽ cân đối. Bung một cơ đọt mới. Không, nếu mà anh ít nhiều anh phải tin các chú, anh mới dám mời các chú xuống chứ không bây giờ các chú các chú phá vườn anh sao? Thì cành này mình không cần thiết phải để nữa. Chỉ có để là sau khi là cái cây này mình cho nó ăn trái, là những cái cành này nó vẫn có ra ho ra trái thì mình mới để. Chứ còn mình đã tạo tán là những cành đó mình không cần thiết. Cành tăm anh bỏ đi. Cành tăm mà phải bỏ là bỏ vừa phải. Hai cây hai. Mình bỏ những ví dụ như từ trong thân ra nó. Nếu hai cành một chỗ là bỏ một cành. Nó hai cây một chỗ là bỏ đi một cây. Tới ngoài này anh đều bỏ, anh bỏ ra tới ngoài kia thì cây này không còn là cái cây nữa. Cành phù, cành phù. Ừ. Nó phải bỏ nó phải bỏ cân đối, bỏ tùy theo kích cỡ, theo khoảng cách chứ không phải là lúc nào cành tăm anh cũng phải bỏ. À, như thế này thì anh bỏ được nè. À, như thế này anh bỏ được. Cái này anh bỏ được. Không cứ dưới tí em hướng dẫn chị. 4 bông cây bị nhỏ lớn có là hết luôn cây đó. Dưới này là có và bên này là có. Ở này kia vô giữa. Khi mình bỏ này. Đa phần á thì cây bơ này nó hay có một cái cành ở giữa. Ở giữa nó lên như thế này. Ở dưới đã có một cành chính nhưng mà hay có một cành phụ đi như này. Tại vì lên trên này á em sẽ kỹ rồi. Cho anh mắc cho trực tiếp ha, nó làm nữa nó sẽ bị cho em nó sẽ không, trên này nó sẽ không nuôi xong xu hết rồi là em mới vô nhà làm cái ra bên kia để nó lấy ánh sáng, lấy quang hợp để nó cây nó phát triển thì nó buộc phải ra một ngồi kia, cây này sẽ bị chết nên thường thường là mình hay bị bỏ những cái khoảng cách này thì cây mình sẽ thoáng ra. Anh làm sớm một năm mà cây bơ anh đẹp lắm. Còn ví dụ như cây này bên này chưa có thì mình sẽ không cắt chỗ này. Năm trước đây là trên này. Vườn của anh chị đây. Bây giờ là vườn để cho nó ra phía bên này. Đó, chứ không phải là anh mới mua được. Em nói nên nhỉnh lên lại cái anh đề là anh cắt thì phía này nó sẽ bị khuyết. Mà khuyết cũng được tại vì bên này nó sẽ lên lại. Mà trên này nó đang trống thì mình cứ cho lên. Tại vì cây mình nó đang còn thoáng, còn nhỏ mà. Đúng 3 tháng sau phun thuốc xong mà cây đều tán đẹp lắm. Xong rồi dễ đậu hoa lắm. Dùng hơi cây nhỏ. Cây mới bút 7 là khoảng mấy mùa. Nếu đúng ra là 4 mùa là bắt đầu kinh doanh. Còn cái bơ này cảm mình như mình muốn nó muốn thấp xuống mình cắt tàn đi cho phát từng ngàn lần cắt ngọn phần cây lên. Coi cho kỹ cái bơ này, mình coi kỹ luôn bây giờ luôn. Coi cho kỹ quan sát cho kỹ. Mấy cái kia là chặt nữa em qua em xử lý cho đó là cái đó em phải chắc gọn. Cái này em cũng cắt nè. Anh cứ theo dõi bên này đi mà em hướng dẫn thôi. Cầu ơi. Khoan là cắt, tí nữa cầu cắt sẽ có các bạn để giám sát. Sai chỗ nào các bạn sẽ chỉ. Thì câu cắt là các bạn mình thì được các bạn sẽ để cho câu với anh làm. Hãy câu với anh làm mà thấy sai chỗ nào họ sẽ chỉ lại chỗ đó. Anh Phạm nói cắt đoạt đấy, chứ giờ từ từ đã. Người cắt đoạt đoạt luôn được phía mình cũng ấy rồi nhưng cái là mình làm không mạnh tay được. Mình có thể nhìn nhận được nhưng mình làm không mạnh tay được. Có nghĩa là không? Tiếc. Các bạn nắm vững kỹ thuật cho nên các bạn sẵn sàng làm mình tay làm điểm để hơn mình. Cái này là mấy bên này mấy bạn này làm kỹ thuật là coi như phải làm mình tay. Tại bác sĩ phải mình tay mới mình thôi giao mổ giống giấy mổ ra vậy thôi. Anh mổ mình tay. Gà chết rồi muốn mổ vậy mổ đi. Gà chết rồi thì mổ thoải mái. Mổ thoải mái như cần này bỏ đi được không? Cần này bỏ không? Hai cần này bỏ đi này. Yeah. Theo mình là cần này này, cần này. Đúng không?
Yên tâm mà nó đi xuống nó như như cái này bỏ luôn này. Cái này là bỏ luôn nhưng mà này. Đấy. Thôi ra đẹp rồi. Mấy cái đọt còn sót chiếu mấy cái đọt bên này. Đừng không đánh tạm. Dương quay chắc tổ thân anh này để Dương up lên trên kia để anh coi lại. Rồi rồi, em thử lấy chưa? Đó, những cái đọt nhìn nhìn lên đó. À, những cái cành tây này. Cành tây đây. Cành tây này bỏ đúng không? Cành này nè. Cành này nè. Cành này nè. Cành này là phải bỏ nè. Đúng rồi, mấy cành này không có để chi. Không, nhưng mình phải bỏ vừa thôi, mình không có nên cắt quá cây mình nó sẽ bị mất sức. Cây này bỏ không, không không chưa bỏ. Cây này sao bỏ được anh? Cây này còn rất ở trên cao mà. Anh phải để cho nó ra ngoài này nữa chứ. Anh cứ sang năm nó có trái anh vẫn còn ăn. Khi nào nó gần tới đất thì anh mới cắt bỏ nha. Còn đang này nó còn rất là cao, anh không thể bỏ được. Ở trên hàng những cây đâm ngược chỗ đây, ví dụ như giờ cái cây này á, có khả năng mình sẽ cắt sát trong này cũng được. Và có khả năng mình cắt ở trên này. Nó có như hai cái yếu tố, thứ nhất là anh sẽ nhìn cây kia nó có cân đối hay không. Ví dụ như cành này nó đang ngoài này mà hơi quá với những cái cành kia thì mình sẽ cắt đi, còn nó không quá thì mình sẽ cắt vừa tầm thôi. Mình cắt vừa phải, đó để cho cây nó cân đối. Đây cũng vậy. Còn nếu mà cái đây với cái đây nó giáp nhau thì mình có khả năng mình cắt ngay đây. Cho nó khỏi giáp cái này để còn ăn cái này. Đó là tùy theo cái mức độ ăn của mình. Ví dụ như mình ăn cây na hay là mình ăn cây bơ. Ví dụ mình ăn trước mắt ăn cây na thì mình cứ để mình cắt bỏ cái này đi thì để nó nuôi tập trung nó nuôi phía bên này bên kia. Còn không cắt thì cứ theo hình thức mà cơ bản nó thì mình làm vậy thôi. Cành đó em cắt vô sâu cho anh luôn đi. Tạm rồi. Thời là để cho nó cân bên kia, cây này đang bị đổ sang bên đây. Đúng rồi. Đấy nên cành này cũng phải cắt. Nếu đã đổ anh này phải cắt luôn đúng rồi, này. Đúng rồi. Cây này đó. Đang bị đổ bên thì tại nhiều. Vì làm thì một phần nó phải theo địa thế hoặc là theo cái quy trình mà nhà vườn mình trồng trọt như thế nào nữa. Okay. Chứ không thể mình cứ em thì làm nhiều. À. Đó phải là một nhà này kiểu này nhà kia kiểu kia mà. Rồi tiếp tục vượt qua cây kia nha. Ok. Mà để mua ra quả là những cái cành tay mình không nên. Thường thường những cành đâm vô như thế này mình cũng nên xử lý. Đó. Để cho nó ra. Đó, cần chú để nha. Chỗ này thì quá rộp mà ở trên kia thì cành rất là nhiều. Mình sẽ xử lý triệt để xử lý xuống tới đây luôn. Đó, rồi để trên kia nó sẽ phun ra. Cành nó sẽ thoáng hơn. Thì tự những cành vượt lên như thế này này, ban đầu thì mình cũng xử lý luôn đi để cho nó về sau cây nó sẽ phát triển, tập trung nhìn chúng ta đang nhiều hơn cho nó tốt hơn. Này này bỏ này. Rồi cây này bỏ. À, nó bỏ cái này. Bạn nó quen bỏ phân cái cưa đấy chồng. Đó không? Đây là cái tình trạng là mình cắt không sát nên nó sẽ nứt lên như thế này. Là lỗi là do mình lấy cưa đó, mình sẽ cắt sát. Chứ không mình cắt không sát thì nó nứt lên là sau này mình phải đi làm lại. Tại ông Quang. Bỏ nha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Sai không? Sai rồi lên nè. Thì ví dụ mình cắt cái đấy là nói chung cũng chưa hợp lý nha. Chú cắt một tay chú giữ, vừa cắt vừa đẩy nó ra. Thì rất là dễ. Thì thất dùng kẹo mình phải học á. Rồi cành này bỏ. Bỏ cành này nè. Đó. Mà đó, mình cắt mình đẩy nó ra thì cắt nó xinh nhẹ. Bạn nó dùng kẹo đấy là nhẹ nhàng. Cả cây nhẹ tay hơn. Bạn xinh giá đi. Đấy. Thì thất dùng kẹo mình phải học. Còn những cành... Trong cái bọn này nó giòn. Rất là giòn. Thì ví dụ như mình mà cắt thì nó sẽ bị dễ bị trước. Ví dụ như mình cắt kéo mà không đi đều hay là tay mình không đi đều nó sẽ bị tước cành. Tước cành ra. Cái này bỏ luôn. Dạ đúng rồi, cái này bỏ luôn, anh xử lý luôn anh. Thì em sát xuống. Đó dài là nó sẽ nứt lên mà anh tự đi làm lại chứ còn không ai làm lại cho anh đó. Cao rồi. Cắt tiếp phút nữa. Rồi tương tự cành này mình cũng bỏ luôn rồi. Không để tại vì cái này hơi to để cưa đi anh. Cái này bỏ dữ vậy. Không bỏ đi. Dụ này còn trống mà. Ở dưới này lên. Cành này không để á. Không bỏ. Cành đó còn cao. Mình sẽ coi nó cao và nó thấp như thế nào mình bỏ thôi. Chứ còn mình không phải là đụng cứ mình thay thấp là bỏ. Phải cân đối với cái mặt đất. Đó, những cành như thế này thì mình có thể bỏ được. À, cành đó từ từ đấy chú. Tại vì để mình cắt là giờ chú ra đi hướng dẫn rõ ngoài nữa nè. Mình cắt mình sẽ ra ngoài mình nhìn. Mình quan sát.
từ từ đó anh. Chưa mà anh cắt rồi, thứ nhất anh ra anh coi như giờ cái cành này là cái cành này quan trọng so với cái thân chủ nè, nên mình sẽ nên cắt chỗ nào cho nó hợp lý theo anh đó. Giờ theo anh cắt chỗ nào anh nữa, theo anh chỗ cắt chỗ nào cho nó hợp lý này. Thôi rồi, rồi cắt tới nơi thì hợp lý để cho nó đưa ra đấy, phải cành cái sau nó thân kia nó tỏa ra nó mới cắt đoạn này. Cắt tới nửa cái giếng đốt rồi theo anh, theo chị cắt chỗ ba đúng rồi, cái này ba hợp lý rồi. Mà cắt ra sẽ trống, mà không trống đâu, cho ghi ra là vừa y luôn, rất là vừa, rất là hợp lý. Thôi để em xử lý cho. Cái cành cũng giống như mình hấp tóc á, phải nhìn nữa, không phải là vô cứ đụng đầu cái đó đụng đầu cái đó chậm mà chắc là cái cây không còn lại cái cây là không ai chịu trách nhiệm đâu. Đây đây hạ tướng đội rồi, hạ cánh đội đúng cái này khá cân đối. Đây kia là do bị đổ gốc, bị nghiêng nên cái này chắc là nó sẽ rất là đẹp. Mình thấy cắt thì rất là nhiều chứ mà nó mình ra mình nhìn tổng quan ở bên ngoài cái cây mình nó vẫn còn nguyên chứ không bị mất thêm nhiều lắm đâu. Chúng mà cắt ra nó việc cả vườn cũng được, làm luôn. Nhưng cũng miễn là trả đủ chi phí việc cả vườn luôn đúng không? Khó gì đâu nhỉ?